về Kiên Thụy sau nhiều năm xa. Bao ngày bồn ba từng đêm mong nhớ, núi đôi chờ tôi nghiêng mình soi bóng. Dòng sông Đa Độ vẫn nặng phù sa, núi đôi là cha sông Đa như mẹ, ôm con vào lòng từ thuở con thơ. Cánh đồng mùa vàng vẫn về trong mơ, bóng mẹ cong lưng vai gầy ướt áo, nhớ tiếng diều ví vu đêm nào trăng hội vẫn vương trong lòng không thể nào quên. Đi xa chăm lo xanh má, dòng sông Đa xanh má, quê hương tôi, những cánh đồng bát ngát, anh sẽ cùng em đôi ta vang dòng hát, về thăm vương triều nhà Mạc vang danh, Tân Phong anh dũng, về cha phương anh hùng. Xuân đang đổi mới về Kiên Thụy hôm nay, những tâm hồn phơi phới, gom sức dựng xây quê hương thay màu áo mới, nặng nghĩa ân tình con người quê tôi. Đi xa trong lối nay con lại về, chiều ngày hôm nay và cũng đã có mặt tại nhà hàng của chúng tôi, nhà hàng quê tôi của vợ chồng anh Cương ngày hôm nay long trọng tổ chức, và với sự hiện diện của tất cả quý vị khách quý, quý vị đại biểu và rất nhiều các bạn các chị đẹp của trường cấp quận huyện lân cận đã có lời mời về đây. Và một lần nữa chúng ta hãy cùng nổi những tràng vỗ tay thật lớn nồng nhiệt để cảm ơn nhà hàng quê tôi mình, và một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Kính thưa quý vị khách quý, vào lúc này đây thì chúng tôi quan sát thấy tất cả các đại biểu và các chị đẹp, các bà đẹp của chúng ta đã hiện diện tại đây rồi. Và một lát nữa thôi thì xin được mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với những giai điệu ngọt ngào, với những điệu nhảy rất là uyển chuyển và năng động. Thưa quý vị khách quý, và ngày hôm nay câu lạc bộ khiêu vũ thôn Cẩm Hoàn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm tại nhà hàng quê tôi.
và với sự hiện diện tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay là niềm vinh hạnh cùng với câu lạc bộ chúng tôi đã nhận lời mời và chúng ta đã bớt chút thời gian vào lòng cùng về đây để chia sẻ và đặc biệt là đóng góp với những tiết mục, với những chương trình của chúng ta thêm phần sôi động và năng động trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Một lần nữa trân trọng cảm ơn với sự hiện diện tất cả quý vị khách quý rất nhiều. Và bây giờ đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cùng có đại biểu có mặt tại đây để cùng chứng kiến những giây phút tuyệt vời của tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay, đó là đại biểu bà Ngô Thị Hưng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Sơn. Và cùng với sự hiện diện của các bà, các mẹ, các chị của các câu lạc bộ, các quận huyện lân cận về dự, một tràng vỗ tay thật lớn và nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và trân trọng cảm ơn có sự hiện diện của câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Thanh Ngoan, một tràng vỗ tay thật lớn. Và sự hiện diện của câu lạc bộ khiêu vũ đoàn kết Minh Tân. Cùng với sự có mặt của câu lạc bộ khiêu vũ Trà Phương Kiến Thủy. Chúng tôi giới thiệu đến đơn vị nào chúng ta hãy cố gắng hò reo thật lớn nhé. Chủ đề chúng ta là gì ạ? Chúng ta là truyền tải năng lượng. Chúng ta là gì ạ? Chúng ta là truyền tải thông điệp năng lượng sống và cổ vui của chúng ta. Bởi vậy là chúng ta hôm nay tạo nên một cái câu lạc bộ như này, tạo nên một sân chơi này, thì hãy luôn luôn dành những tiếng cười, những tràng vỗ tay. Và vừa rồi là chúng ta đã đến với màn khởi động với những điều nhảy rất đẹp rồi đúng không ạ? Những tràng vỗ tay thật lớn đi ạ, xin mời. Và bên cạnh đó là sự có mặt của câu lạc bộ công viên núi đới, câu lạc bộ tập là đẹp xã Đông Phương, câu lạc bộ khiêu vũ Phương Đôi Thủy Hương, câu lạc bộ khiêu vũ Xuân La Thái Sơn, câu lạc bộ khiêu vũ khỏe đẹp Kỹ Năng, câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Kỹ Năng, câu lạc bộ sân vũ Cẩm Hoàn Thái Sơn. Cùng với câu lạc bộ sân vũ của Cẩm Hoàn Thái Sơn ngày hôm nay, đơn vị chủ nhà cũng hiện diện rất là đông đảo. Và một lần nữa chúng ta hãy nhiệt liệt chào mừng. Và bây giờ đây thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện của nhà hàng quê tôi, và cũng như là ở trong những hạt nhân và cũng là một trong những đôi giày vàng của chúng ta trong câu lạc bộ, sẽ cùng đến lên sân khấu có đôi lời phát biểu và đôi lời cảm ơn ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Xin mời ông Ngọc Khương, một tràng vỗ tay thật lớn cả nhà đi ơi. Vâng, thưa quý vị, lần đầu tiên cho phép Minh Khương xin được thay mặt cho nhà hàng ẩm thực của tôi Kính Thủy xin được trân trọng gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất xin được chúc cho tất cả quý vị chúng ta thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc. Và chúng ta hãy bằng những điệu nhảy, những lời ca tiếng hát hay nhất để cùng sống vui, sống khỏe. Hãy vỗ tay nào. Và một lần nữa xin được chúc cho quý vị có một buổi giao lưu văn nghệ, giao lưu điệu nhảy thật tuyệt vời ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn. Và tiếp sau đây chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ khiêu vũ Cẩm Hoàn Thanh Sơn, chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu. Lời đầu tiên thay mặt cho câu lạc bộ khiêu vũ thôn Cẩm Hoàn xin được lòng nhiệt chào đón các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể chị em đã đến tham dự chương trình buổi giao lưu kỷ niệm câu lạc bộ khiêu vũ thôn Cẩm Hoàn ra mắt cho 5 năm ngày hôm nay. Câu lạc bộ khiêu vũ thôn Cẩm Hoàn xin gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể chị em lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, với tinh thần thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, như Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói, giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, xây dựng đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm nên thành công. Mỗi một người dân yếu ớt là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe. Vậy nên luyện tập thể dục thể thao
bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Việc đó không tốn kém khó khăn gì, gái cũng như trai, già cũng như trẻ, ai cũng nên làm và cũng làm được. Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần sảng khoái đầy đủ, như vậy là sức khỏe. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục thể thao. Tự tôi ngày nào tôi cũng tập. Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 3 năm 1946. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể chị em, câu lạc bộ khiêu vũ Cẩm Hoàng ra mắt hoạt động đến nay đã tròn 5 năm. Đây là lần đầu tiên kỷ niệm ra mắt câu lạc bộ. Hôm nay với sự hiện diện chung vui của các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể chị em, là niềm động viên khích lệ cổ vũ chân quý cho câu lạc bộ khiêu vũ thôn Cẩm Hoàng duy trì và phát triển hơn nữa. Một lần nữa, thay mặt cho câu lạc bộ khiêu vũ thôn Cẩm Hoàng, xin kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể chị em luôn luôn trẻ khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc cho phong trào thể dục thể thao của chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa. Chúc cho buổi giao lưu được thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin mời đại diện của câu lạc bộ khiêu vũ Cẩm Hoàng sẽ cùng ở lại sân khấu để nhận những phần quà với những lăng hoa của các câu lạc bộ về trao tặng. Xin trân trọng kính mời. Với những chiếc bánh sinh nhật của câu lạc bộ khiêu vũ Trà Vinh. Thưa quý vị, và đây là câu lạc bộ Thôn Thôn Tôi với một lăng hoa vô cùng là rực rỡ đã cùng trao tặng cho câu lạc bộ khiêu vũ Cẩm Hoàng chúng ta ngày hôm nay. Một sự vinh quang lớn đi từ nhà mình ơi. Xin được chúc mừng và cảm ơn những bức ảnh và những lần của video của hôm nay. Thưa quý vị, và đây là món quà lãng hoa của công viên núi đối. Một sự vỗ tay lớn xin mời. Và sẵn sàng cũng như là một tình cảm yêu thương của câu lạc bộ Trà Vương đã cùng là trao tặng cho câu lạc bộ khiêu vũ Thôn Cẩm Hoàng ngày hôm nay. Thưa quý vị, và những lăng hoa vô cùng tuyệt vời, rất là sinh động cho buổi chiều tối ngày hôm nay đã cùng trao tặng lần lượt cho câu lạc bộ Cẩm Hoàng của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây là lăng hoa của câu lạc bộ Sơn La. Một số vấn đề lớn xin mời. Thưa quý vị, và trên đây là món quà vô cùng ý nghĩa của chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Sơn. Vô cùng ý nghĩa ngày hôm nay, đây thì chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn. Xin cảm ơn rất nhiều. Và một lần nữa chúng ta sẽ cùng cảm ơn với lăng hoa vô cùng tươi tắn này. Bác Mô Soang vỗ tay thật lớn đi cả nhà ơi. Trân trọng cảm ơn rất nhiều. Bác Mô Soang vỗ tay thật lớn lòng nhiệt để cảm ơn. Và thưa quý vị, thanh nhau. Trân trọng cảm ơn với phần quà của câu lạc bộ Cẩm La. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với chương trình chính ngày hôm nay với chiếc bánh gato. Những bạn lớn lung linh sẽ được thắp lên để chính thức tổ chức sinh nhật và khai tiệc trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Xin chân trọng kính mời. Đến với giây phút thiêng liêng tuyệt vời này, các chị đẹp của chúng ta đã xuất hiện tại đây với gương mặt rạng ngời, hát mỉm và thơ.